rồi tới nhà anh siêu nhân rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi chơi nha. Let's go nào. Wow. Yeah. Oh my god. Rồi Iron Man đã rớt rồi. Xong di chuyển thế nào. Đi 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 đi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn những chiếc xe đồ chơi mới của mình nha. À, những chiếc xe mới của mình kìa các bạn ơi. Còn đây là những bạn siêu nhân đang ngồi đây để canh giữ những chiếc xe đồ chơi này cho mình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở những chiếc xe đồ chơi ra cho các bạn cùng xem nha. Rồi, các bạn siêu nhân ơi, cảm ơn các bạn đã ở đây canh giữ những chiếc xe cho mình nha. Bây giờ mình sẽ lấy những chiếc xe này cho các bạn kia xem. Những bạn siêu nhân đã đi nghỉ ngơi rồi. Bây giờ mình sẽ lấy những chiếc xe này cho các bạn cùng xem nha. Đây, đầu tiên chiếc xe đầu tiên nha các bạn. Đây, đây là chiếc xe này là xe Ben nha các bạn. Mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem. Rồi, ok. Đây là chiếc xe Ben của mình nè các bạn ơi. Các bạn thấy chiếc xe Ben này đẹp không? Xe Ben này rất là bự nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Đầu xe nè các bạn. Các bạn thấy chiếc xe đẹp không? Xe này mình có thể Ben được nha các bạn. Nè, mình bấm ở đây Ben nè các bạn. Các bạn thấy không? Bấm ở đây là Ben lên nè các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình có thể là hạ Ben xuống nè các bạn. Hạ Ben xuống mình bấm ở đây nè các bạn. Đó, các bạn thấy hay không? Rồi nâng Ben lên nè, bấm ở đây nè, nâng Ben lên nè. Đẩy bít tông nè các bạn thấy không? Đẩy bít tông nâng Ben lên nè, các bạn thấy đẹp không? Rồi hạ Ben xuống nè. Wow. Xe chơi rất là hay luôn các bạn. Rồi ở đây có những nút nè các bạn. Những nút này là có thể bấm bóp còi. Rồi xe này tiến ra xe động cơ chạy nha. Rồi cái tiếng này tiến ra xi nhan nha các bạn. Xi nhan rẽ trái rẽ phải hoặc là khi chúng ta lùi đó các bạn. Xe này rất là đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn thấy không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ để chiếc xe này qua một bên nha. Rồi tiếp theo nè các bạn ơi, mình sẽ cho các bạn xem tiếp chiếc xe này. Rồi xe này là xe bồn trộn bê tông. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra. Rồi ok các bạn ơi. Đây là chiếc xe bồn nè các bạn. Xe bồn trộn bê tông nha. Đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Cái đầu xe nhìn rất là đẹp luôn phải không các bạn? Mình rất là thích cái mẫu xe luôn đó nha. Mẫu xe này cái đầu xe nhìn rất là đẹp luôn các bạn thấy không? Đây là bồn trộn bê tông nè, chúng ta có thể xoay được nha, xoay để đổ trộn bê tông ra. Ở đây có cho chúng ta một cái này là cái này là để xúc xúc đất xúc cát nè các bạn, cái xẻng. Rồi chúng ta xoay bồn trộn bê tông nè các bạn. Xoay bồn trộn bê tông nha. Xe rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây bánh xe nè. Rồi ok các bạn ơi. Mình sẽ để chiếc xe bồn trộn bê tông này qua một bên luôn nha. Rồi bây giờ tiếp theo các bạn ơi, đây chiếc xe thứ ba của mình. Rồi để đây nha. Rồi đây chiếc xe thứ ba là một chiếc xe cần cẩu nha các bạn. Đây chiếc xe cần cẩu nha. Giờ mình mở ra cho các bạn cùng xem. Rồi ở đây xe cần cẩu mình nè các bạn. Đây xe cần cẩu các bạn nhìn thấy đẹp không? Cái cần cẩu nè. Đầu xe nè các bạn. Đầu xe nhìn đẹp ha. Rồi xe này cũng bự lắm đó nha các bạn. Rồi đây là cái xoay xoay tời nè các bạn. Đây là xoay tời nè. Xả tời ra nè. Mình dặn xả tời ra. Rồi còn cho cẩu nè các bạn. Mình sẽ nhấn đây nè các bạn. Mình nhấn nè. Đó là cần cẩu đưa lên nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hạ cần cẩu xuống nha các bạn. Hạ cần cẩu xuống nha. Đó, bấm đây là hạ cần cẩu xuống nè. Rồi mình dặn ở đây là cẩu sẽ dài ra nè các bạn. Dặn đây là cẩu sẽ dài ra nè. Cần cẩu mình dài ra.
dài không các bạn. Rồi đây mình xoay sẽ xả dây tời ra các bạn. Đó, xả dây tời ra. Rồi đưa cái cẩu cao lên tí các bạn ơi. Đó, đưa cẩu cao lên. Rồi xả dây tời ra tí nè các bạn. Đó, xả dây tời ra. Rồi đưa cẩu cao lên luôn. Đó, đưa cẩu cao luôn. Đó, dây tời rất là dài luôn các bạn ơi. À, dây tời dài lắm nha, cẩu cũng cao nữa. Đó các bạn thấy không, cẩu cao. Rồi thu dây tời vô. Rồi thu dây tời vô. Rồi bây giờ mình sẽ hạ cần cẩu xuống nha. Bấm nút này nè các bạn, nút này bấm nè. Đó là cần cẩu hạ xuống nha. Rồi thu cần cẩu vô nè các bạn. Rồi thu cần cẩu vô. Đó, thu cần cẩu vô ha. Rồi giờ mình sẽ xoay tời vô các bạn. Đó mình đang xoay tời vô nè. Rồi đó, rồi cần cẩu này của mình là có thể xoay qua xoay lại được các bạn. Đó, xoay qua xoay lại nè. Đó, xoay 360 độ luôn ha. Đó, cái bệ cẩu mình xoay 360 độ luôn. Đó, đây là cái chỗ mà cho người ngồi điều khiển nha các bạn. Đó, người ngồi điều khiển. Đó, rất là đẹp luôn đúng không, xe rất là đẹp luôn. Đó, bây giờ mời các bạn cùng nhìn lại ba chiếc xe đồ chơi của mình nha. Đó, ba chiếc xe đồ chơi mới của mình. Đó, xe trộn bê tông nè. Đó, xe cần cẩu nè. Rồi xe đổ rác, ý là xe này là xe ben đổ cát đổ đất nha các bạn. Đó, những chiếc xe các bạn nhìn thấy đẹp ha. Wow, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau chơi những chiếc xe này với những anh siêu nhân nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho xe trộn bê tông di chuyển đầu tiên nha. Let's go nào. Tiếp theo là xe cần cẩu nha. Và cuối cùng là xe ben đổ cát nè các bạn ơi. Ơi, hôm nay là cuối tuần, bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua nhà mấy anh siêu nhân, rủ mấy anh đó đi chơi nha các bạn. Đúng rồi, hôm nay là cuối tuần, bây giờ chúng ta đi qua nhà mấy anh siêu nhân, rủ mấy ảnh đi chơi đi. Let's go nào các bạn ơi. Rồi tới nhà anh siêu nhân rồi các bạn ơi. Ô anh Batman với lại anh người dơi à, với lại siêu anh hùng và Iron Man, những anh siêu nhân này đang ở trên cái cầu thang để tập thể dục luyện tập nha. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cho xe cẩu sẽ cẩu những anh siêu nhân này. Rồi lên trên xe ben nha. Xe ben ghe ra nào. Xe ben ghe ra. Rồi xe bồn cho bê tông chạy tới. Đúng rồi. Ok xe cẩu sẽ ghe lại. Bít 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 bít. Rồi ok bây giờ chúng ta sẽ cho cần cẩu dài ra nha. Rồi cho cần cẩu dài ra các bạn ơi. Rồi xả dây tời ra. Rồi xả tiếp nào. Rồi dây tời đã ra rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cho cần cẩu dài ra nữa các bạn ơi. À, wow cần cẩu đã rất là dài các bạn ơi. Rồi wow cần cẩu cao lên rồi các bạn ơi. À, bây giờ chúng ta sẽ cẩu ai ta, cẩu ai đầu tiên ta. À vậy bây giờ mình sẽ cẩu Superman trước nha. Rồi bây giờ cẩu Superman đi trước các bạn ơi. Móc cẩu Superman vô nào. Rồi móc cẩu Superman vô. Bây giờ chúng ta hãy cẩu Superman xuống xe tải nè các bạn ơi. Let's go. Ok rồi chở Superman qua xe tải nè các bạn ơi. Ok Superman đã qua được xe tải rồi. Bây giờ
chúng ta hãy đưa Superman vô cái thùng be nào, xoay cẩu qua. Ok rồi, hay lắm. Rồi bây giờ để mình mở móc tời ra nha. Ok rồi, thu tời lại nào. Rồi ok, rồi thu tời vô. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục ve lại nào, ve lại, tiếp tục ve lại cẩu bạn nào đây. Bây giờ ve lại cẩu bạn nào đây. Bây giờ mình sẽ cẩu Iron Man nha các bạn, cẩu Iron Man nha. Bây giờ chúng ta hãy đưa cần cẩu cao lên nào các bạn ơi. Ok, thả tời ra các bạn ơi. Rồi, thả tời ra. Ok, móc cẩu Iron Man nha các bạn. Rồi, móc cẩu Iron Man nha. Ok, rồi, cẩu Iron Man lên. Wow. Ok, rồi, thu dây tời lại nào. Thu dây tời lại. Đúng rồi, đúng rồi. Wow. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ di chuyển xe nào các bạn ơi. Di chuyển xe nào. Nè, 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 nè. Đi. Wow. Đi. Rồi cho Iron Man xuống luôn nào. Ok. Để bây giờ mình sẽ gửi móc tời ra nha. Rồi ok. Rồi bây giờ cho cẩu cao lên nào. Ok. Rồi thu tời lại. Ok. Rồi vé ra nào. Tao chạy vô, bây giờ tiếp tục nào các bạn ơi. Pip 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 pip. Rồi bây giờ mình sẽ cho Batman và Spiderman đi chơi luôn nha. Spiderman hãy chụp nha, hãy chụp cái móc cẩu nha. 1 2 3 chiu. Wow. Ok. Chúng ta đã quăng cái móc cẩu lên chúng siêu nhân người nhện rồi. Siêu nhân người nhện đã chụp được rồi các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ chúng ta hãy kéo siêu nhân người nhện xuống nào. Kéo đi nào. Wow. Oh my god. Trời ơi, chúng ta kéo làm sao mà hả, người dơi cũng bị rớt luôn rồi. Trời ơi, tội nghiệp anh người dơi quá đi. Rồi thu tời lên. Rồi ok, ve ra nào. Ok. Rồi, tới nơi rồi. Rồi bây giờ mình sẽ xả cái móc cẩu ra luôn. Ok. Oh my god. Trời ơi, gặp accident rồi các bạn ơi. Cái cần cẩu của chúng ta đã bị xúc cái móc tời luôn rồi, gặp accident rồi. Gặp accident rồi các bạn ơi, như vậy là không được rồi, xe cẩu chúng ta đã gặp trục trặc rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh là Batman sẽ lên luôn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi chơi nha, let's go nào. Wow. Yeah. Oh my god. Rồi Iron Man đã rớt rồi, xong di chuyển thế nào. Wow, đi chơi trên xe ô tô đã quá các bạn ơi. À, được xe tải chở đi chơi sướng quá à. Wow. Wow, đi chơi sướng quá. Ô, oh, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Wow. Oh my god. Trời ơi. Gặp sự cố rồi. Trời ơi, gặp sự cố rồi. Bị lọt xuống dưới vực này luôn. Rồi thôi, bây giờ chúng ta sẽ giải cứu các bạn đó. Đi. Rồi. Rồi đưa những anh siêu nhân này lên đây chơi. Rồi tập hợp lại các bạn ơi. Rồi. Nãy giờ chơi những chiếc xe này mệt quá rồi. Thôi bây giờ mình đi về ăn cơm nha các bạn. Rồi. Đây là những chiếc xe đồ chơi mới của mình. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo.